Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 8 ngày 9 tháng 7 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 8 ngày 9 tháng 7 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.